Thưa quý vị, Trung tâm Anh ngữ Việt Úc phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ tổ chức hội thi Sung Chuông Vàng bằng tiếng Anh với sự tham gia của gần 300 học viên trung tâm. Tham gia hội thi Rung Chuông Vàng, gần 300 học viên Trung tâm Anh ngữ Việt Úc tại thị xã Phú Mỹ đã trải qua 30 câu hỏi xoay quanh kiến thức các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông và kiến thức ngoài xã hội. Các câu hỏi hoàn toàn sử dụng bằng tiếng Anh. Các thí sinh thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Hội thi tạo điều kiện cho học sinh thị xã Phú Mỹ giao lưu học tập, nâng cao kiến thức kỹ năng ngoại ngữ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ sẽ lựa chọn những học sinh xuất sắc để bồi dưỡng tham gia các giải học sinh giỏi môn tiếng Anh qua Internet và kỳ thi cấp tỉnh.